Ok, thấy có một người yêu cầu bài Anh của Hồ Quỳnh Hương. Thôi thì Chịu không? Mọi người chịu ăn bài này không? Anh không muốn nói ngày mai hai ta không cánh xa. Em vẫn nhớ sau muôn vàn xa cách, nói yêu thương có nguôi uốn say đau. Quên để bước đi một cuộc sống bên em, không có ai. Thế nhưng sao thật khó, và em đang một mình bước trên đường đời, một mình yêu vắng ai. Làm sao em ru nổi những đêm dài, làm sao cho con tim đỡ lạnh lùng, chỉ mong mình đừng để tình lạnh xa. Hãy sưởi ấm mái nghĩ về em, hãy cho tình mình nụ hôn nồng say, hãy gọi thầm tên nhau trong mơ. Và em muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ, cho vơi đi những khát khao trong lòng, cho dịu đi tình yêu như cháy bỏng nỗi nhớ anh nghẹn ngào ngập tràn trong tim em. Và em hứa sẽ quên anh đừng buồn, do hết đi tình yêu giữa bóng trái. Theo ước em mỗi khi đông lạnh về, với em giờ này có những điều quan trọng hơn cả sự lừa dối. Và yêu anh làm sao cho con tim đỡ lạnh lùng, chỉ mong mình đừng để tình lạnh xa. Hãy sưởi ấm mãi nghĩ về em, hãy cho tình mình nụ hôn nồng say, hãy gọi thầm tên nhau trong mơ. Và em nỗi nhớ cho vơi đi những khát khao trong lòng, cho dịu đi tình yêu như cháy bỏng nỗi nhớ anh nghẹn ngào ngập tràn trong tim em. Và em hứa sẽ quên anh đừng buồn, xóa hết đi tình yêu giữa bóng trái. Theo đôi em mỗi khi đông lạnh về, với em giờ này có những điều quan trọng hơn cả sự lừa dối. Và yêu em, và em muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ, cho vơi đi những khát khao trong lòng, cho giữ đi tình yêu như cháy bỏng nỗi nhớ anh nghẹn ngào ngập tràn trong tim em. Và em hứa sẽ quên anh đừng buồn, xóa hết đi tình yêu xa bóng trái. Theo đôi
giờ này có những điều quan trọng hơn cả sự lướt qua. Và yêu bây giờ còn chỉ có 3 phút nữa thôi, chắc không có đủ một bài để cho hát cho mọi người nghe. Bây giờ chỉ còn có nửa bài nữa thôi à. Bây giờ ai muốn một nửa bài này nào hát lên lẹ đi, hết giờ rồi. Thôi bây giờ là nửa bài. Giấc mơ chưa là mùa ta đã yêu hả? Con nhớ lại, ôi cực, con nhớ lại đi. Đúng rồi. Hát bài này là đi ngủ luôn. Được có nửa bài rồi, xong hát luôn. Được có 1 câu rồi, được có 2 câu rồi. Còn 2 câu. Nhạc dạo thôi cũng hết một bài. Lặng yên căng gác lặng yên vầng trăng, lặng yên thơm ngát môi hồng thật trong sáng. Ánh mắt bên yêu cửa sổ cứ thao thức mong chờ cơn gió nhẹ. Ngủ ngon anh nhé tình yêu của em, và ngày mai sẽ ngọt ngào những phút em. Phải lập chi để hết thương, chỉ vì có nhớ người. Cảm ơn các bạn. Mọi người thấy chữ Y không? Chữ Y là Facebook của Bi. Còn cái quét sóng wifi đó là theo dõi Bi. Khi nào mà đi đến giờ phát sóng thì nó sẽ hiện ra. Ok, bye mọi người nha. Hết giờ rồi. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai vào lúc 8 giờ tối.